Dâu bán đặc biệt, dâu này
xuồng mình mua mẫu ít chứ là là. Do lúc nãy kéo cái thuyền vào không thấy em lắc biết. Lúc ra là anh nhìn cái thuyền kia mà anh nhìn em biết. Em không thấy em lắc, không thấy em gục. Sao chứ đi chợ nổi về không thấy gì chứ thấy cô thích phim không? Không, mình lúc nãy em nói là em lắc thì mua, em lắc thì thôi mà em gục thì mới được mua. Em là chồng mới đây mà. Ê, ba đại ca. Coi cái người y, coi chừng nè, coi chừng nó rớt xuống dưới sông á nghe chuột. Không có ném, không ném xuống sông. Mình không ném xuống sông nha. Đây mẹ cho con cái bô nè, An bỏ vỏ vô đây nha con. Đấy, bỏ vỏ vô. Dạ rồi, mình thấy như bên tay trái có chị biết cái kia mà ở kia là cái thơm của gia đình. Ở đây họ học ngoại thơm, họ sẽ gọi là thơm cái cầu đó. Dạ, chiến tranh của tỉnh Hậu Giang mình đó. Và mình thấy có những cái du khách họ sẽ được bước lên trên đó để dùng thơm. Thì thứ nhất là cái kiểu chiếc kia này họ khá là hạn chế khách Việt nha. Và họ chỉ hầu như là nhận khách phương Tây là nhiều. Bởi vì sáng khách Việt là họ không ai ăn thơm hết trơn á. Nhưng mà khách Tây mình thì có. Và ra đây ăn một cái thơm uống một ly cà phê là đi về rồi. Cho nên những cái chiếc giống về họ sẽ ưa chuộng phục vụ khách phương Tây nhiều hơn nha. Đây, đây chính là khu vực cầu chờ nổi của mình nè. Và mình thấy đầu chờ nổi của em nè. Nó có những cái cây cao cao họ treo trước cái đầu ghe đó. Để cái này họ gọi là cây bẹo. Dạ bẹo thì bẹo dạng không mình thấy. Và nếu như trên cây bẹo kêu gì sẽ bán nén. Dạ nông sản cho cô bé nông sản trước kia là những cái cây. Mình thấy như cây bẹo nếu như họ treo một cụ. Qua có chữ biết. Họ treo một cụ. Có chữ biết mình đưa video về được không ta? Nếu như trên cây bẹo nó vừa con cụ vừa con chùm thì cái ghe nó vừa có chỉ nó vừa có nẻ luôn. Dạ cũng sao cũng được ha. Thì mình thấy trước cái đầu ghe sẽ có những cái cụ. Dạ không cúc còn là hoa đèn thọ đó thì đây được ví giống như bàn thông thiên trên đèn của mình mỗi ngày tôi giới thiệu sẽ ra hàng tối thiên rồi trong một ngày mua mai bán đất còn cái khoảng ở chính giữa đó dạ rộng nhất thì họ sẽ dùng để chứa đựng hàng hóa thì mình thấy có cái cửa sổ nhỏ xíu xíu đó nó kéo về phía đường hầm khoảng tầm 2 đến 3 mét vuông thì đây là nơi ăn uống sinh hoạt ngủ nghỉ cảm nhận của người dân mình dạ tất cả các thành viên gồm gọn về 2-3 mét vuông này thôi ạ thì mình thấy những chiếc ghe nó đậu giống như vậy nè các bạn không đi đi về về mỗi ngày nha mà sẽ neo tàu được vài tuần vài tháng một năm và mới đi về một lần và thứ nhất tiền dầu của mình rất đắt đỏ nó không giống như sao cho nên nếu như họ đi đi về về mỗi ngày sức khỏe không nổi tiền dầu không nổi nếu như đi về là coi như ngày đó mình làm không thôi à nói chung mình thấy vậy những cái chuyến đi có những cái nơi giống như là Kiên Giang đó họ đi đến chợ nội cái năm của mình phải mất 2 ngày 2 đêm đi không nghỉ ngơi thì mới tới được chợ nội đi bỏ xị cho nên họ rất rất hạn chế cái việc sẽ đi đi về về mỗi ngày mình thấy nhìn vô cái chiếc ghe ngoài cùng nhé ở trên cái chiếc ghe nó có một cái chậu cây là để trên nóc ghe đó cái đó là khoai môn mà những chiếc ghe có cái chậu cây này cũng sẽ không có cây bèo bởi vì khoai môn mình bị gió không treo lên cây bèo được và họ bán khoai môn mà chỉ trồng một cái chậu cây để lên giống vậy đó mà nếu như ai là người chuyên đi mua khoai môn nhìn vào cái chậu đó sẽ biết cái ghe đó có bán khoai môn dạ dễ hay á vậy ha đó là cái cách họ mà buôn bán trên sông của mình vì đây là chợ sĩ thứ nhất họ chở từ quê lên cho nên sẽ không mất tiền tu ghe từ đây hết cho nên nó rất là rẻ các cô chú trên kệ người ta rất là ưa chuộng nó giống như thế này họ sẽ chạy một cái chiếc xuồng nhỏ xuống bắt đầu là họ sẽ lấy những cái nông sản trên kệ họ bán rẻ lại mình thấy họ có vào từ cái bịch thiên công đó ở đây họ không bán rẻ cho các du lịch mình nha sẽ vào từng bịch giống như là họ sẽ truyền bao nhiêu bịch thì sẽ truyền xuống bán cái bịch 50 hoặc 100 bịch đó thì họ sẽ truyền xuống nha hai cái siêu thị.
như mình có được cái máy trình sửa hoặc là sửa đậu nành nấu tại nhà. Dạ có 10 mấy ngàn ly thôi, các em ủng hộ tôi chứ anh chị nha. Cà phê khô, bác cảm muốn ly cà phê không? Không ạ. Ly uống cà phê đó. Ly cà phê. Dạ. Anh cho muốn cà phê không? Dạ. Cà phê. Em đi đang đi. Đang đã. Lấy ít đá ra, ok. Quen rồi, miền Tây quen. Dạ rồi, dạ rồi. Dạ, mấy đi đâu nè. Anh, bác ơi, bác Tài với em uống cái gì? Dạ, anh chung ly sữa đậu nành nóng hả? Lấy 2 ly đậu nành nóng đi. Ly này, ly nữa. Rồi. Ai có uống nước ngọt, cà phê giùm con? Không, không, không. Lấy nước đậu nành luôn hả, bác Tài? Rồi, lấy giùm nước đậu nành chị. Vậy anh lấy giùm ly nước đậu nành. Đây là xanh hả? Bưng giùm em ly đậu nành con được không? Không đây. Không có ống hút hả chị gái? Nóng thì không phải ống hút. À vậy hả? Ống cái chín sữa à. Đây một chai là xanh thôi. Lấy lạnh luôn cưng. Cảm ơn chị, dạ con về rồi. Để bạn con, để bạn luôn cưng luôn. Đưa 10.000 rồi lát nữa quay lại đưa 100 được không? Mấy em đưa 100 rồi em bớt anh 10.000 luôn đó. Ôi trời, chứ vậy em đưa hốt rồi. Trời ơi. Tiền là mình giờ mình đếm bằng tiền ga thôi chứ còn mình không đếm thờ nữa đúng không? Rồi, cảm ơn nha. Bên này là gì? Bên này là gì? Ồ, rồi sao? Đã quá đi. Bún bún gì nữa? Một hủ tiếu 53 chân, con gà qua chiếc, con chục qua hết. Linh ơi, con ăn hủ tiếu là cái gì? Ai đem mà ăn tô thôi. Ở đây mình vẫn có cái nhỏ. Ăn con nhỏ đi. Mày lấy con nhỏ. Con nhỏ ơi. Nó đợi về khách sạn ăn hủ tiếu. Con cái này là nước nóng nha, con đừng có đụng vô nha. Nóng lắm đây. Nóng.
tiên. Trà xanh nước mã lên. Con, mình đâu có thiếu trà xanh đâu. Đòi cái gì kỳ vậy? Cởi ớ cho con, cởi ớ cho em đó.